Bạch mao căn hay rễ cỏ tranh khô là vị thuốc nhiều tác dụng, cây được dùng rất nhiều trong y học cổ truyền, chủ yếu để điều trị các chứng bệnh về hệ bài tiết như thận, tiết niệu, tiểu tiện. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ thêm về tác dụng và cách dùng của vị thuốc này nhé. Tên khác, rễ cỏ tranh còn gọi là bạch mao căn, rễ ỏ tranh, loại tươi gọi là sinh mao căn. Rễ cỏ tranh hay bạch mao căn là thân rễ phơi hay sấy khô của cây tranh hay cỏ tranh, mô tả cây. Hầu hết ai trong chúng ta cũng đều biết về cây cỏ tranh, một cây thuốc mọc rất nhiều ở nước ta. Cây cỏ tranh là một loại cỏ sống dài, thân rễ khỏe chắc, hình lá lúa, lá có răng cưa. Công dụng và liều dùng, tính chất theo tài liệu cổ, bạch mao căn, rễ cỏ tranh, có vị ngọt, tính hàn, vào ba kinh tâm, tỳ, và vị, có một số tác dụng chính như sau. Tác dụng tiêu ứ huyết, lợi tiểu tiện, tác dụng thông tiểu và tẩy độc cơ thể, tác dụng điều trị sốt nóng, tác dụng điều trị bệnh sỏi thận, tác dụng điều trị viêm đường tiết niệu, tác dụng tốt cho bệnh nhân mắc bệnh về phổi, đối tượng sử dụng, người tiểu tiện khó khăn, bí tiểu, phiền khát, háo nước, người bệnh mắc chứng tiểu ra máu, thổ huyết, máu cam, bệnh nhân mắc sỏi thận, bệnh nhân viêm đường tiết niệu, các trường hợp bị sốt nóng, bệnh nhân mắc ho hen, co cử. Cách dùng và liều dùng. Liều dùng 10 đến 40 gram dưới dạng thuốc sắc. Ngoài ra còn nhiều cách sử dụng rễ cỏ tranh làm thuốc trong những trường hợp bệnh cụ thể. Chúng tôi giới thiệu một số cách dùng rễ cỏ tranh làm thuốc cụ thể như sau. 1. Bài thuốc lợi tiểu, hỗ trợ điều trị bệnh sỏi thận, rau ngô 4 gram, sa tiền tử 25 gram, rễ cỏ tranh 30 gram, hoa cúc 5 gram sắc nước uống trong ngày. Tác dụng: giúp thông tiểu, giải độc, rất tốt cho bệnh nhân mắc sỏi thận, người bí tiểu, đái rác, ăn đồ ăn nóng. Đây cũng là bài thuốc nam tốt cho bệnh nhân sỏi thận. 2. Bài thuốc như thần thang điều trị ho hen, co cử, sinh mao căn, rễ cỏ tranh tươi, 100 gram sắc uống trong ngày. 3. Bài thuốc điều trị chứng đái ra máu, bạch mao căn 30 gram, khương thắng 15 gram, thêm mật ong hay muỗng cà phê, sắc uống trong ngày, dùng liên tục trong thời gian 1 tháng là khỏi dứt. Vừa rồi là bài chia sẻ của Thảo Dược Đại Việt về công dụng và cách dùng vị thuốc bạch mao căn. Nếu thấy video hữu ích, bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận nhiều thông tin hữu ích về thảo dược trong những video lần sau nhé. Thảo Dược Đại Việt xin cảm ơn.